Hồng Hà Ceramics xin chào anh em. Đây là top 15 mẫu gạch ốp tường 30x60 của hãng Ý Mỹ. Đây, quay cho anh em xem, viên điểm rất là đẹp. Đây, màu này là trắng trơn này. Đấy. Ốp tường có thể là ốp nhà tắm, ốp phòng khách, phòng ngủ đều là đẹp nha anh em. Viền nổi này. Đấy, mẫu rất là đẹp. Rồi đến mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba này có cái điểm nhấn bông hoa màu tím. Đây, quay cho anh em xem này. Mẫu đơn giản thế này thôi nhưng mà ốp lên thì rất là đẹp, rất là sang trọng cho anh em. Gạch Ý Mỹ thì thương hiệu rất là lâu đời của Việt Nam rồi. Đây, mẫu thứ tư là vân đá này. Đây, viên viên ở trên là màu nhạt. Viên điểm thì ở giữa. Ở dưới cùng là viên đậm. Đây, vân đá đậm này cũng rất được được nhiều các cái công trình nhà phố ưa chuộng. Để mà anh em ngồi ở nhà có thể xem được mẫu thì Hồng Hà Ceramic là lên video để giới thiệu cho các anh em xem. Những cái mẫu này thì giá nó chỉ khoảng 135 đến 140 ngàn một mét thôi nha anh em. Đây, viên điểm thì 38 ngàn một viên. Gạch Ý Mỹ là gạch rất là đẹp, rất là xịn nha anh em. Đấy. Những cái mẫu sọc này thì mình ốp lên cảm giác cái nhà tắm hoặc là cái nhà của mình thì nó rộng hơn so với là bình thường. Tất cả đều là viền nổi nhá, hàng đúc khuôn. Đấy, thêm một cái mẫu mà gạch giả đá màu xám đẹp nữa này anh em. Mình báo giá đây để anh em tham khảo, các anh em công trình hoặc là anh em kiến trúc sư gì đó tham khảo tư vấn cho chủ nhà. Đấy, tiếp theo là một cái mẫu hàng đúc khuôn, mẫu mới rất là đẹp. Mẫu này là 3D luôn nha anh em. Đấy. Đây, thêm một mẫu hàng khuôn khuôn nổi nữa. Khuôn nổi sọc ngang màu xám ghi. Đây, mấy cái tông này thì lên nhà rất là sang trọng. Anh em nào mà không thích đi viền hoặc đi điểm thì mình có thể là đi trơn hết cũng được nha anh em. Các công trình thì hiện nay đi theo cái xu hướng là đơn giản, cho nên là thường thì không đi viền điểm, chỉ đi viền trơn thôi. Nhưng mà viền điểm rất là đẹp, viền điểm sắc nét. Đây, thêm một cái mẫu đúc khuôn nữa này anh em. Quay gần cho anh em xem, anh em cảm nhận được. Anh em chỉ cần ngồi ở nhà thôi là có thể xem được mẫu rồi. Đấy, anh em nào mà đang có dự định là xây nhà hoặc là đang xây nhà mà muốn tìm hiểu về gạch ốp lát thì chỉ cần bật kênh Hồng Hà Ceramic lên là có thể xem được mẫu nha anh em. Đấy. Gạch rất là bóng. Đây, đây là một cái mẫu điểm hoa văn có ấm tách trà này. Cái mẫu này thì ốp vào bếp rất là phù hợp. Đấy, nó có khuôn giống như là caro 10 phân 10 phân 1 ấy, giống như gạch trang trí đấy anh em. Rồi, mẫu cuối cùng là mẫu trắng vân khói. Cảm ơn anh em đã xem video top 15 mẫu gạch ốp tường 30x60 của hãng Ý Mỹ.